Chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là một sản phẩm rất là hot đến từ thương hiệu Soundcom, một thương hiệu con của hãng điện thoại, hãng phụ kiện điện thoại Anker. Thật ra thì thương hiệu này cũng khá là không xa lạ mấy đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cái là sản phẩm Soundcom Motion cộng này thì theo mình được biết là sản phẩm mới chưa có ra mắt ở thị trường Việt Nam. Đồng thời sản phẩm này có giá đáng lẽ lên đến khoảng trên 3 triệu đồng. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là nó rất chắc chắn, có khả năng chống nước IPX7, công suất loa lên đến 30W. Đồng thời là chúng ta cũng có thể điều khiển được qua các qua ứng dụng Soundcom và tải miễn phí trên cửa hàng Play cũng như là App Store của Apple. Đồng thời chúng ta sẽ có một chân cắm AUX 3.5mm và chân sạc sẽ là sử dụng cổng USB Type-C rất là thể thượng. Ok, vì đây là sản phẩm có thể gọi là hàng mẫu nên mình sẽ không có hộp để mà mở, mình sẽ thử sử dụng luôn. Ở phía trên của mặt sản phẩm chúng ta sẽ có các nút như là Bluetooth, tăng giảm âm lượng, logo Soundcom giảm âm lượng và một cái nút này là nút bass để kích hoạt tính năng bass up sẽ giúp chúng ta có được tiếng bass tinh khủng hơn. Thật ra thì chúng ta có thể điều khiển hầu hết qua ứng dụng, tuy nhiên nhưng mà điện thoại chúng ta bị hư hay đó thì chúng ta sẽ có thể điều khiển trực tiếp ở trên loa luôn. Ok, thật ra thì các video của mình nó không được tốt lắm. Nên mình sẽ thử mở nhạc chút xíu thôi. Chứ thật ra chúng ta không đừng hy vọng quá vào chất lượng âm thanh khi mà thu bằng cái micro này. Ok, mình thử cài ứng dụng Soundcom ở trên cửa hàng nha. Soundcom. Chúng ta sẽ có một bài thông báo để đồng ý cái điều khoản. Ok, đồng ý luôn, không có vấn đề gì lắm. Và chọn sản phẩm, chúng ta có rất nhiều sản phẩm đây, Motion cộng của chúng ta. Mình đã kết nối chiếc iPhone này với Motion cộng trước đó rồi nên là chúng ta sẽ không phải kết nối nữa. Nếu chúng ta muốn dùng Motion cộng trên ứng dụng Soundcom này thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth trước và mở ứng dụng này lên để ứng dụng có thể hiểu được. Khi vừa mở lên chúng ta sẽ có một thông báo cập nhật firmware, vì đây là hàng mình mượn chứ không phải là được tặng nên chúng ta tốt nhất là đừng có đụng chạm vào những cái tùy chọn này. Ở màn hình chính chúng ta sẽ có một cái phần điều chỉnh equalizer, quay equalizer để chúng ta có thể chỉnh được âm nhạc theo ý muốn mình. Hiện tại là đang là bass up hay, hoặc là chúng ta có thể tăng tiếng treble lên hoặc là tiếng bass nó kinh khủng hơn. Dòng nhạc cổ điển về đó nó có rất nhiều tùy chọn, hoặc là chúng ta có thể tự chọn theo gu của mình, rất là đơn giản. Vì sản phẩm này có thể update firmware nên chúng ta rất dễ giống như ví dụ như nó sẽ bị trong quá trình sử dụng chúng ta có bị lỗi này lỗi kia thì hãng sẽ rất dễ dàng đưa ra những bản vá cập nhật sau này. Cái mình thử nghe nhạc nhé. Vì nhạc trên YouTube nếu mà chúng ta mình
lót cái video này trên YouTube nên rất dễ bị dính bản quyền. Vậy đó, mình sẽ thử nghe nhạc qua cái kênh No Copyright Sound này để không có phải bị dính bản quyền, nguy hiểm lắm. Ok, nghe thử một vài thôi. Ví dụ như bài này 50%. Y'all see me fly and never drop down. Drop down, smoking high, and I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Rất là to so với cái khả năng 30W của nó. Mình mở nhỏ thôi trước khi hàng xóm mà sắp giao qua trước cổng nhà mình. Ok. Mình không biết nghe À, lúc này cũng là nút play và tạm ngừng các bạn. Wow. Khi chúng ta tạm ngừng thì ok, bài trên tay ngắn của mình chỉ đến đây thôi. Nếu các bạn có ý kiến gì, hãy để lại comment bên dưới video này. Đồng thời nếu thấy thích kênh của mình, các bạn có thể like và subscribe để ủng hộ mình nha. Ok. Cảm ơn Anchor Việt Nam đã tài trợ sản phẩm để mình làm video này.